vi phạm quy định chăm sóc thay thế, cấm đặt cơ sở sản xuất độc hại đến trẻ em. Nghị định 130/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Điều 32. Vi phạm quy định về cấm lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em, lợi dụng chế độ, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để thực hiện hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. B. Lợi dụng chế độ, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh nếu có cho trẻ em đối với hành vi vi phạm tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi thực hiện vi phạm tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc chấm dứt việc nhận chăm sóc thay thế, chuyển hình thức chăm sóc thay thế trẻ em phù hợp đối với hành vi vi phạm tại điểm A khoản 1 điều này. Điều 33. Vi phạm quy định về cấm đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa độc hại có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi giải trí của trẻ em hoặc ngược lại. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Xây dựng công trình lắp đặt thiết bị của các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa độc hại có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em. B. Xây dựng công trình lắp đặt các thiết bị của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa độc hại có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ. 2. Hình thức xử phạt bổ sung. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động từ 3 tháng đến 6 tháng đối với một trong các hành vi vi phạm tại khoản 1 điều này. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc di rời cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa độc hại có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em do không đặt đúng phạm vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc tháo dỡ công trình thiết bị lắp đặt trái phép do thực hiện hành vi vi phạm tại điểm B khoản 1 điều này.